Duy Lê xin chào quý khán thính giả đã quay trở lại với tin người Việt Canada. Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi, đồng hành góp ý cho bản tin ngày càng hữu ích hơn. Và thưa quý vị, đây là những thông tin được cập nhật trong buổi sáng ngày hôm nay. Khi mà số tiền phạt người Canada trong suốt thời kỳ đại dịch lên tới 15 triệu gia kim. Theo Cơ quan Y tế Công cộng Canada, thì những người Canada đã bị phát hiện là vi phạm các quy định kiểm dịch từ Covid-19 của liên bang đã bị phạt ít nhất 15 triệu gia kim trong năm vừa qua, nhưng mà không rõ số tiền đó thực sự sẽ được trả bao nhiêu. Năm vừa qua, chứng kiến sự dỡ bỏ rộng rãi của các hạn chế về sức khỏe do Covid-19 của Canada. Cho đến tháng 10 năm 2022, khách du lịch được yêu cầu tuân theo các quy định kiểm tra và kiểm dịch, tùy thuộc vào tình trạng tiêm chủng của họ và đăng tải thông tin sức khỏe cộng đồng của mình thông qua ứng dụng Arrival Canada. Các quy định đã được cập nhật liên tục trong năm nay khi mà các quan chức y tế cộng đồng phản ứng với việc thay đổi mức độ các ca bệnh COVID-19, những hạn chế đang diễn ra cũng đã dẫn đến sự thất vọng của một số du khách và những người trong ngành du lịch, những người cho rằng có ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của mình. Dữ liệu của cơ quan y tế Canada cộng đồng bao gồm British Columbia, Ontario, Manitoba, Atlantic Canada nó không bao gồm thông tin từ Saskatchewan hay là Alberta, hoặc là các vùng lãnh thổ vì những khu vực này, tài phán đã không thông qua luật cần thiết kế thu tiền phạt. Sự phân chia theo tỉnh cũng đã bao gồm Quebec, nơi mà tiền phạt được đưa ra bởi các công tố viên cấp tỉnh. Từ tháng 1 Đến tháng 8 năm 2022, thì 3.614 thẻ phạt đã được ban hành theo đạo luật kiểm dịch của liên bang, luật mà chính phủ liên bang sử dụng để mở ra các biện pháp biên giới nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus. Tổng số tiền phạt đó là 14,8 triệu gia kim với số tiền khác nhau tùy thuộc vào hành vi phạm tội, từ 825 gia kim đến 5.000 gia kim. Một vé phạt đôi khi có thể bao gồm nhiều hành vi phạm tội khác nhau. Trang web của cơ quan y tế công cộng cho thấy gần 19.000 thẻ phạt đã được phát cho các vi phạm kiểm dịch liên bang kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện cho đến năm 2022. Nhưng mà cơ quan y tế công cộng Canada không theo dõi liệu những khoản tiền phạt đó có thực sự được thanh toán hay không thưa quý vị. Combo quà tặng sức khỏe cho người thân, tổ yến Canada, 514 996 6679. Và thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa thôi chúng ta bước sang năm 2023. Những câu chuyện thời sự hàng đầu năm 2022 đối với người Canada là gì? Mời quý vị cùng điểm qua với tin người Việt. Cuộc thăm dò của IPSOS thực hiện riêng cho Global News cho thấy 71% những người được khảo sát cho biết cuộc xâm lược của Nga và Ukraine là câu chuyện quốc tế hàng đầu trong năm qua. Trong khi 62% cho biết các cuộc biểu tình của đoàn xe tự do ở Ottawa và trên toàn quốc là câu chuyện thời sự hàng đầu tại trang chủ trong cuộc thăm dò này. 40% cho biết lãi suất gia tăng và lạm phát trên toàn thế giới là vấn đề số 1 trên toàn cầu. Direct Briggers, giám đốc điều hành của tổ chức IB's SOS Public Affairs, cho biết Ukraine và đoàn xe tự do ở Ottawa, hai câu chuyện khá hấp dẫn thực sự thu hút nhiều sự chú ý, nhưng mà vì những lý do khác nhau. Ông nói các cuộc biểu tình ở Ottawa, đặc biệt là một câu chuyện chưa từng có tiền lệ mà người dân Canada không thể rời mắt. Mặc dù bản thân của các cuộc biểu tình kéo dài khoảng 3 tuần vào cuối tháng Giêng và đầu tháng 2, nhưng mà quyết định chưa từng có của chính phủ trong việc viện dẫn đạo luật khẩn cấp để giúp giải tỏa những người biểu tình đã bảo đảm câu chuyện này được nhắc đến trong nhiều tháng sau đó, mà định điểm là cuộc điều tra kéo dài hàng tuần bao trùm công chúng lời khai tháng trước. Các cuộc biểu tình của đoàn xe và sự phản đối của phong trào đối với quy định về vaccine COVID-19 cũng có khả năng giúp rằng câu chuyện đại dịch vẫn là mối quan tâm hàng đầu của người Canada, khi mà có tới 34% cho biết đây vẫn là tin tức được họ quan tâm nhất trong năm vừa qua. Trong khi đó, thì cuộc chiến ở Ukraine hiện đã kéo dài hơn 300 ngày kể từ khi mà Tổng thống Nga Putin phát động cuộc xâm lược vào tháng 2 Cuộc xung đột đã có những tác động lớn đối với nền kinh tế toàn cầu, giá năng lượng và nguồn cung cấp cũng như an ninh lương thực. Trong khi Canada đã cùng với các đồng minh phương Tây gửi hàng tỷ đô la để giúp đỡ nỗ lực chiến tranh và viện trợ nhân đạo đối với Ukraine. Ngoài những lo ngại đó, thì Bricker cũng nói rằng thảm kịch mà chúng ta đang chứng kiến ở Ukraine đã tiếp tục thu hút sự chú ý và đồng cảm của người dân Canada. Có rất nhiều cảm xúc xung quanh những câu chuyện này và sẽ tiếp tục có nhiều cảm xúc đặc biệt là xung quanh cuộc chiến ở Ukraine tiếp theo. Ở trong nước, sự cố mất điện trên diện rộng đó là Roger vào tháng 7 vừa qua được xếp hạng là câu chuyện thời sự đáng chú ý nhất thứ hai trong năm 2022 với 37% những người được khảo sát cho biết đây là vấn đề hàng đầu. Tiếp theo, 34% cho biết sự qua đời của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị là câu chuyện quốc tế lớn của năm 2022. Trong khi, 35% cho rằng vua Charles đệ tam được bổ nhiệm làm nguyên thủ quốc gia mới của Canada là câu chuyện hàng đầu của Canada. Một phần trăm người Canada cho biết về câu chuyện tòa án tối cao Hoa Kỳ lật ngược vụ án Roe v. Wade well và loại bỏ phá thai như một quyền hiến định là câu chuyện lớn nhất thế giới trong năm 2022 đã lọt top. Đối với các câu chuyện của Canada thì việc bảo Fiona đánh bại Đại Tây Dương và việc mà ông Perry Bolivar được bầu làm lãnh đạo đảng bảo thủ lần lượt nhận được 23 và 22% sự ủng hộ trong số những người được khảo sát. Những câu chuyện hàng đầu khác đối với người Canada trong nước, ví dụ như là chuyến thăm của Giáo hoàng Francis tới cộng đồng người Canada bản địa chiếm 15%, liệu pháp chuyển đổi trở thành bất hợp pháp chiếm 7%, điều mà những người trả lời trẻ tuổi có khả năng coi là quan trọng gấp đôi so với những người Canada lớn tuổi. Đây là một số phát hiện trong cuộc thăm dò mới của IPSOS được tiến hành từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 12 năm 2022. Đối với cuộc khảo sát này, thì một mẫu gồm 1004 người Canada từ 18 tuổi trở lên đã được phỏng vấn. Và nhìn lại năm 2022 thưa quý vị, thì đây cũng được xem là năm đảo lộn quan hệ cường quốc toàn cầu. Ngày 24 tháng 2, Tổng thống Nga Putin tuyên bố mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tiếng súng ở Ukraine mở mang cho xung đột lớn nhất ở châu Âu từ Thế chiến thứ hai cũng như thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa Nga và châu Âu sau 3 thập kỷ. Thái độ của châu Âu đối với Nga đã thay đổi, từ xem Moscow là một đối tác quan trọng trở thành nước không đáng tin cậy, thậm chí bị coi là mối đe dọa an ninh và ổn định của châu Âu. Đây là những phát biểu của Castrter, cựu giám đốc điều hành tại Trung tâm tình báo Liên quân thuộc Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ và hiện là giảng viên Đại học Hawaii Pacific Mỹ đã chia sẻ trong ba thập kỷ qua quan hệ nga và phương tây được xây dựng trên nền móng phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế và năng lượng tuy nhiên nền tảng này đã sụp đổ nhanh chóng trong năm vừa qua ngay sau khi mà nga phát động chiến dịch ở ukraine mỹ và đồng minh châu âu đã áp hàng loạt biện pháp trừng phạt mạnh tay như đóng băng dự trữ ngoại hối hay là loại nhiều ngân hàng nga ra khỏi hệ thống tài chính swift Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày mùng 8 tháng 3 tuyên bố cấm nhập khẩu dầu và các loại năng lượng khác từ Nga. Liên minh châu Âu EU cùng với G7 đã nhất trí áp trần giá dầu của Nga từ ngày 5 tháng 12 ở mức 60 đô la một thùng. Nửa tháng sau thì EU tiếp tục nhất trí áp trần giá khí đốt ở Nga mức 180 euro, tức là khoảng 191 đô la mỗi megawatt giờ. Châu Âu cũng đang chạy đua tìm kiếm các nguồn thay thế năng lượng từ Nga. Khi mà Nga đã cắt giảm nguồn cung, các cường quốc châu lục như Đức, Pháp cũng đã phải tìm cách khôi phục các cơ sở năng lượng chạy bằng than đá và nhiệt điện hạt nhân. Không chỉ ảnh hưởng đến an ninh năng lượng, chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã đánh thức những lo ngại của châu Âu về an ninh quốc gia, đặc biệt là trong nhóm của các nước phương Tây, ông Sturter đã nói. Và ông nói thêm, Đan Mạch, Pháp, Đức và Italy đang tăng chi tiêu quốc phòng và khôi phục năng lượng quân sự sau 20 năm cắt giảm đầu tư cho quân đội. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận rằng khôi phục năng lượng sản xuất quốc phòng sẽ cần nhiều thời gian và chi phí. Một trong những hành động quyết liệt nhất ở châu Âu trong năm vừa qua, đó chính là quyết định xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển. Hai quốc gia nhiều năm duy trì chính sách không liên minh quân sự. Ông Schroeder nhận xét đây là điều không thể tưởng tượng được cách đó một năm. Sự kiện Ukraine đã khiến cho nhiều bên, đặc biệt là ở các nước từng thuộc Liên Xô và khối hiệp ước Warsaw, cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa từ Nga, đồng thời tạo thêm động lực cho NATO và các mối quan hệ xuyên đại Tây Dương. Một chuyên gia tại tổ chức Con đường Tiến bộ Châu Á Thái Bình Dương, Philippines, có tên là Lucy Palaco cũng đã chia sẻ, khi có thông tin tình báo về chiến dịch quân sự của Nga, Hoa Kỳ đã nhanh chóng chia sẻ với các đồng minh, đối tác ở châu Âu và đặt nền móng cho phản ứng thống nhất của phương Tây. Chỉ trong 3 tuần, kể từ khi mà xung đột bắt đầu, hơn 30 đối tác, trong đó có các thành viên liên minh châu Âu, G7, Australia, Singapore và đảo Đài Loan đã hợp sức cùng với Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt chưa từng có chống lại Nga. Sau một phần tư thế kỷ, Phương Tây giờ đây không còn tìm kiếm một con đường hòa hoãn với Moscow nữa, giới chuyên gia đã nhận định. Khi phương Tây quay lưng và quan hệ hợp tác năng lượng truyền thống bị sụp đổ, Nga đã quay sang với các đối tác châu Á, trong đó có Trung Quốc. Trung Quốc được xem là điểm tựa cho nền kinh tế Nga trong bối cảnh mà các lệnh trừng phạt từ phương Tây ngày càng gia tăng. Giới quan sát cho biết việc Trung Quốc tăng cường trao đổi thương mại với Nga Nhập khẩu nhiều dầu và khí đốt từ nước này cũng như thiết lập mặt trận chung chống NATO và phương Tây là những hành động vừa hỗ trợ Moscow, vừa mang lại lợi ích cho Bắc Kinh. Khi gặp nhau vào tháng 2 trước khi mà Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, chủ tịch Trung Quốc và tổng thống Nga khẳng định tình hữu nghị Nga-Trung là không giới hạn. Tuy nhiên trong một cuộc gặp vào tháng 9 vừa qua, Tại Uzbekistan, ông Putin công khai thừa nhận những quan ngại của Trung Quốc về khủng hoảng Ukraine. Giới quan sát nhận định đây là dấu hiệu cho thấy thế cân bằng trong mối quan hệ đang có sự thay đổi. Chuyên gia cho rằng Nga đang ở thế yếu khi mà phải chấp nhận trở thành đối tác ít có lợi ích hơn trong quan hệ đối với Trung Quốc. Trong quá trình xích lại gần Nga, Trung Quốc cũng thay đổi đáng kể quan hệ với phương Tây trong năm 2022. Phương Tây hiện coi Trung Quốc là quốc gia có khả năng gây bất ổn và mối đe dọa với an ninh ổn định toàn cầu. Trong chiến lược an ninh quốc gia được chính quyền ông Biden công bố vào ngày 12 tháng 10, thì Hoa Kỳ coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh duy nhất vừa có ý định hình thành trật tự quốc tế, vừa có sức mạnh kinh tế, ngoại giao, quân sự và công nghệ để làm như vậy. Chuyên gia cho biết Mỹ hiện có sự đồng thuận lưỡng đảng về việc xem Trung Quốc là mối đe dọa đối với an ninh kinh tế và trật tự dựa trên luật pháp quốc tế. Các chuyên gia cũng đồng tình với nhận định rằng, cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tăng nhiệt trong thời gian tới, dù hai bên sẽ tìm mọi cách tránh xung đột. Trung Quốc, thời gian qua, với những cuộc tập trận quân sự chưa từng có giữa hải quân, không quân hai nước, cũng đã làm tăng căng thẳng giữa Mỹ và phức tạp thêm mối quan hệ của Bắc Kinh với châu Âu. Liên minh châu Âu xem Trung Quốc là đối thủ có hệ thống, trong khi thủ tướng Phần Lan ngày 17 tháng 11 đã cảnh báo về những rủi ro khi châu Âu quá phụ thuộc vào công nghệ của Trung Quốc. Ngoài ra, các chuyên gia nhận định, Mỹ và các đối tác phương Tây cũng trở nên mệt mỏi với những hành vi vi phạm về thương mại như việc đánh cắp bản quyền hoặc là các tài sản thương mại khác. Phương Tây trong thời gian tới sẽ tiếp tục sử dụng các chính sách để ngăn đầu tư Trung Quốc vào nước của mình cũng như là không khuyến khích đầu tư vào Trung Quốc. Và theo các chuyên gia nhận định, cuộc gặp giữa ông Biden và ông Tập tại Bali vào tháng 11/2022 đã giúp cho Mỹ Trung thiết lập những rào chắn an toàn để quan hệ song phương không leo thang thành xung đột. Tuy nhiên, cạnh tranh giữa hai cường quốc sẽ tiếp tục trong tương lai gần và để cho các nước khác giữ vị trí trung lập cũng sẽ ngày càng bị thu hẹp. Warehouse siêu thị Việt Nam Canada cung cấp xỉ lệ các mặt hàng gạo thơm lại Việt Nam, gạo tấm thần tài, nếp thượng hạng, nước cốt dừa, cà phê Việt Nam và các loại gia vị. Miễn phí giao hàng supply cho các nhà hàng, cơ sở kinh doanh với giá cả cạnh tranh và bảo đảm chất lượng sản phẩm. Xin gọi 416 665 0123 hoặc hotline 647-336-5863. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý đồng hương. Julie xin cảm ơn quý vị theo dõi những tin tức cập nhật cuối năm và chúc quý vị có những ngày chuẩn bị cho một năm mới sắp tới bên gia đình và người thân thật là vui vẻ và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo tại YouTube channel Tiếng Người Việt Canada.